Bây giờ bà tính làm sao? Hôm nay là ngày thứ ba rồi đó. Cô Sáu à, cũng mới ngày thứ ba, tụi nhỏ còn đang đi làm ngoài bến á. Có gì chiều về tôi gom tiền tụi nó tôi đem qua cho cô nghe. Hôm qua cũng vậy, rồi hôm nay cũng nói vậy. Nè, bà giỡn mặt với tôi vậy hả? Không có, tôi năn nỉ cô mà. Trời ơi, cô biết mỗi ngày mà góp mấy triệu bạc đâu có dễ đâu cô Sáu. Khó khăn lắm. Khó khăn thì thôi đừng có dai. Dai nói dễ lắm, còn lúc mà trả với góp á thì hả, nó dài ra vậy đó, nó nhây ra vậy đó. Tôi không có biết đâu. Một á là trả tiền ngay bây giờ, hai á là cuốn đồ ra khỏi nhà. Ủa, cái gì? Cuốn đồ rồi đi đâu? Đi đâu á là chuyện của mấy người. Hôm bữa vay tiền á đã cam kết rồi, không có tiền trả thì tôi xiết nhà để trừ nợ. Cô Sáu à, cam kết là cam kết vậy thôi, nhưng mà dù sao tôi cũng mới trễ có 3 ngày hà. Trễ 1 ngày thôi thì cũng đã sai hợp đồng rồi, bà biết chứ bà. Huống hồ chi tôi để cho mấy người tới 3 ngày. Thôi, bà đừng nói chi cho nó mệt. Bây giờ bà dọn đồ ra khỏi nhà, giao nhà cho tụi tôi. Nè nè, cái nhà này là nhà của tôi nha, mấy người đừng có làm quá đáng nha. Cái gì? Nhà của tôi mà. Nè, bà đừng có nói cái giọng đó nghe chưa. Bà tự nguyện nghe, tự nguyện thế chấp chứ tôi không có ép à. Nè, giấy tờ còn rõ ràng nghe chưa. Đây nè, có ký tên hẳn hồi đây nè. Giấy tờ bây giờ định qua mặt hả? Cô Sáu à, cô làm ơn. Không có ơn nghĩa gì hết. Bây giờ bà dọn đồ ra hay tụi tôi tự vô dọn? Bây giờ bà nói một tiếng đi, bà góp hay là không? Góp, góp mà. Góp cái tiền đâu? Bây giờ không có đồng nào hết trơn á. Tụi bay phá quán, dọn đồ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đừng mẹ ơi. Nè, mấy cậu lại có chừng chừng. Nè. Má, mấy người này làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Nè, má mày á, không có tiền trả nợ cho tao, không có tiền góp cho tao thì tao xiết nhà, tao đập quán, hiểu chưa con mắm? Trời ơi, trễ góp có mấy ngày mà làm gì thấy ghê vậy? Nè, trễ mấy ngày cũng là trễ. Không góp có nghĩa là xù nợ. Tụi này để cho mấy ngày là nương tay lắm rồi. Chứ ông tài lanh ông biểu dọn mấy ngày nay rồi đó. Lại tài lanh hả? Cù cưa cù nhằn hoài. Tụi bay phá quán, xiết nhà cho tao. Phá luôn. Ê, đừng mà. Từ từ, cho thêm ngày nữa được không? Nè, mấy người đừng có được nước làm tới nha. Cứ hứa một ngày, một ngày. Tiền góp một tháng mà thành cả năm. Giỡn mặt hả? Thôi được rồi, mấy lần trước là má tôi xin, bây giờ là tôi xin. Tôi lấy uy tín và danh dự của tôi ra, tôi hứa, cho tôi một ngày nữa thôi. Mận, nếu như ngày mai á tôi không trả, mấy người muốn làm gì thì làm. Mày tính làm gì? Mày nè, cái bản thân mày, mày làm gì mà có tiền mày trả? Mày nói tao nghe thử coi. Tôi chưa biết, nhưng mà tôi nói rồi, kể từ giờ cho tới ngày mai, Nếu như mà tôi mới tiền trả thì mấy người muốn làm gì thì làm. Thôi được rồi, ngày mai á mà mày không góp đủ cho tao 3 ngày đó hả, là đừng có trách tao nghe chưa. Nghe chưa? Về tụi bay. Nhớ ngày mai nha. Con tính làm gì vậy Mận? Con tính làm gì? Bộ con mượn được tiền của ai hả con? Hả Mận? Mận, Mận à. Anh Hiếu. Em cũng nghĩ vậy. Anh Hiếu. À, dạ. Chào anh. Anh vô nhà ngồi chơi. Tôi cần anh trả lời một số vấn đề liên quan đến vụ cướp tài sản trên tàu gạo của ông Hải. Dạ, tôi phải về phường hay sao anh? Không, hỏi ở đây được rồi. Lần trước chúng tôi thu được áo của anh trên tàu bị trộm khác, nhưng lần đó anh có chứng cứ ngoại phạm. Lần này chúng tôi thu được cái nón trên tàu của ông Hai, mà rất nhiều người nhận ra đó là cái nón của anh. Vậy anh cho tôi biết, hôm thứ ba, ngày 12 tháng 6, anh làm gì, ở đâu? Chuyện này thì cũng nhiều người biết. Bữa đó cái nón tôi đi làm, vợ tôi giặt phơi trên sào này nè, rồi không biết đâu mất tiêu. Cổ mới đưa cái nón của cổ cho tôi đội đi làm. Ra bến ai nhìn cũng cười quá trời. Nhiều người thấy lắm, anh không tin ra bến hỏi biết liền à. Dạ đúng rồi anh. Thôi được rồi. Dạ, chào anh. Chào anh. Anh Hai, có thấy lạ không? Nếu ông muốn điều tra thì phải gọi mày lên phường rồi. Tự nhiên đi xuống tận đây rồi hỏi những câu không đâu vô đâu hết. Em thấy sao sao á? Không phải tự nhiên đâu. Đây là cách trả đánh động mình đó. Anh em mình mà nhúc nhích là coi như lọt trong.
Nhìn cái mồi này dư sức biết chả biết mình không dính vô vụ này. Nhưng mà là ai chả cũng phải dở nhiều chiêu mới điều tra được. Ông đang kích mình đó, để anh em mình ra tay tìm hiểu trước. Coi như mà không làm gì mà ông vẫn phá án được. Ông sồn quá. Gì ông sồn? Mày chứ ai? Tao làm gì ông sồn? Mày cứ... Thì tao có làm gì lớn đâu ông nội. Im đi. Trời đất ơi. Tụi mày im miệng hết đi. Lộn xộn quá. Anh, mặc dù thằng đó không bị nhốt, nhưng mà tụi mình cũng ăn trọn hàng của thằng cha 2 tấn rồi. Anh làm gì quạo dữ vậy? Mày ngu quá. Lần này á, nó cũng có chứng cứ ngoại phạm. Có rất nhiều người làm chứng cho nó. Cả dù cái nó, cũng có nhiều người làm chứng cho nó. Là nó mất trước đó một ngày, nên bên công an chắc chắn thủ phạm không phải là nó. Thì thôi anh, lần này nó không bị nhốt thì lần sau mình làm lại lối gì. Nhưng mà bây giờ á, bên công an biết rằng có người muốn đổ tội cho tụi nó, họ sẽ điều tra theo hướng ngược lại. Tụi mày biết không? Ủa ngược lại là sao anh? Họ lập luận rằng kẻ cố tình gieo chứng cứ giả mới là kẻ trộm thiệt. Bây giờ họ đi tìm cái thằng để lại cái nón và cái áo lại tại hiện trường. Thôi chết tôi rồi. Cái đó là anh bày đầu nha, chứ tụi em chỉ làm theo thôi chứ không biết gì đâu á. Thằng sĩ nói vậy đúng rồi anh. Đúng rồi. Nếu như tụi bay bị tóm, tụi bay sẽ khai ra tao phải không? Không. Nó nói vậy thôi chứ không có chuyện đó đâu anh ơi. Tụi em là giang hồ nghĩa hiệp, không bao giờ làm những chuyện như vậy. Anh yên tâm. Dạ anh yên tâm. Thôi chơi vậy thôi, tao rành tụi bay quá mà. Thôi bỏ đi, tới đâu tính tới đó. Bây giờ là chuyện khác. Tao hỏi tụi bay, tại sao nó không ăn hàng trên tàu mà lại có tiền trả cho mẹ Sáu Béo? Có đứa nào biết không? Em biết nè. Mày nói đi. Tiền á, tụi nó để dành. Hồi xưa á, tụi nó ăn khẩm quá nên vợ á, có vốn để dành. Tụi nó á, bây giờ mới đem ra góp cho bà Sáu. Mày, mày ngu quá. Vậy hết hồn. Nói nữa. Hết hồn gì? Tự nhiên đánh người ta hết hồn vậy? Nếu như tụi nó có tiền thì đã trả cho bà Sáu rồi, mắc gì tụi nó phải trả góp. Thấy không? Tao chắc chắn là tụi nó làm ăn đâu đó. Tụi bay tìm hiểu thử coi. Em nói anh nghe, ban ngày tụi nó ra bến, chỉ có ban đêm thôi. Nhưng mà ban đêm tụi nó làm đâu? Thiệt tình tụi em nghĩ không nổi, đúng không? Đúng rồi. Nghe tao nói nè, tụi bay bớt ăn chơi đàng điếm lại đi. Đây là công việc. Từ bây giờ, đêm nào không ăn hàng, hai đứa bay phải chia nhau ra để theo dõi tụi nó. Rõ chưa? Dạ rõ. Vô trong đi. Dạ, mời anh. Vô. Vô trong đi. Vô. Uống đi. Uống đi. Bị này bị gì? Hộp sồn quá. Cô uống không? 50 ngày. 50 gì? Đưa 50 đi. Nén chi ông nội. Hơn nữa nghi nghi rồi. Mày lấy tiền của tao hoài hả mày? Anh đem về cho ba mẹ của anh đi. Em không cần xài tới mấy cái này nữa đâu. Sao vậy mày? Em không có những thứ này để đi đăng ký kết hôn với anh. Má em tính á, là sau khi mà chị Hai sinh con xong, má sẽ về quê để làm giấy tờ cho cả nhà. Mà bây giờ cả nhà em giống như bị mắc trong lưới vậy. Mận nè, vậy còn chuyện của tụi mình? Gia đình của em không chỉ nghèo, ít học, mà còn là những người không được thừa nhận trong xã hội nữa. Chị Hai lấy anh Hai cũng không có đám cưới, cũng không có đăng ký kết hôn. Bạn nè, hay là anh với em như chị Di với anh Hiếu đi. Không cần thủ tục gì hết, mình không cần đăng ký kết hôn luôn. Anh Tuấn. Hả? Anh có thể cùng em vượt qua tất cả những khó khăn. Không chỉ khó khăn mà còn rất nhiều. Rất 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 nhiều. Liệu anh có đủ can đảm không? Em tính sao? Em không tính được gì hết.
Cả nhà em đang rối lắm. Mận nè, anh không biết làm gì để giúp cho em, nhưng mà anh muốn anh với em sớm được sống với nhau. Anh không muốn đem phải lo mọi chuyện một mình. Anh đi về đi, trả lại giấy tờ cho ba mẹ của anh đi. Khi nào mình có một hy vọng nào á, thì lúc đó mình nói chuyện tiếp ha. Anh đi về đi. Mận nè, nếu như anh làm được gì giúp cho gia đình em cứ nói cho anh biết nha. Em biết rồi, anh về đi. Chắc chắn là cái đám đó cố tình gieo họa cho mình. Lần này không được, nó sẽ làm lần khác. Công an cũng đã biết được có kẻ muốn vu khống cho mình, nên để lại vật chứng trên tàu. Giờ họ cũng suy đoán được là có kẻ muốn đánh lạc hướng điều tra. Bây giờ họ đã chuyển hướng đi tìm cho ra kẻ đã để lại áo và nón của con trên những chiếc tàu đó. Tìm thì không khó, vấn đề là họ có muốn tìm hay không thôi. Còn nghe nói đám tài lanh có quan hệ với công an quận, tụi nó có chuyện gì thì cũng có người đỡ. Bây giờ tình hình rất khó cho mình, tụi con không được dại dột làm bậy nha. Bây giờ mình bị theo dõi rồi đó. Có nguy hiểm cũng phải liều thôi má. Nhà mình đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Còn món nợ với bà Sáu Béo, bà không có để yêu cho mình đâu. Phải chi mà cứ để cho con ở tù thì nhà mình đâu phải mang nợ. Con đừng có nói như vậy. Má còn sống thì không thể nhìn thấy con bị tù tội được. Nè, nói thiệt cho má biết coi, tiền ở đâu mà tụi con trả góp cho Sáu Béo mấy ngày nay vậy? Dạ, dạ, tụi con... Nhà ai? Dạ, nhà ông Nghĩa, công ty Minh Khánh. Phải bữa tối hai đứa qua nhà con bé Phương không? Dạ. Còn tiền hôm qua con đưa cho má? Dạ, cái đó là tiền lương tháng này của con. Với lại con sẽ đứng trước thêm một tháng, con nghĩ là đủ để góp hai ngày. Hai đứa, đừng để con bé Phương dính vô chuyện này nha. Dạ, dạ, tụi con biết mà. Tụi con cũng chỉ muốn nó làm chứng cho tụi con là buổi tối đó tụi con ở nhà nó. Mà đúng thiệt là tụi con có tới nhà nó, cho nên nó cũng đâu cần phải nói dối gì đâu. Tốt nhất là đừng để cho nó dính vô nha. Dạ. Vậy tạm thời mình ngưng hoạt động trên sông, mình chỉ kiếm chác lặt vặt trên cạn, để ý tính ba chuyện tiền góp hả má, rồi từ từ tính tiếp. Má con mình hết đường rồi, đành vậy thôi. Làm người lương thiện khó quá. Tụi nó ngừng góp mấy ngày nay rồi, giờ tính sao đây? Cho đám thằng lũ qua quậy bên nhà nó đi, nếu lì lợm xiết nhà luôn. Trời ơi, mới có ba ngày mà xiết nhà cái gì. Anh cho tụi lính tới quậy dằn mặt cái đã, vài ba bữa nữa không có tiền á mình mới xiết. Bà tính vậy rồi hỏi tôi làm gì? Thôi bây giờ bà muốn làm gì thì làm đi, miễn sao bà lấy đủ tiền vốn và lời cho tôi là được rồi. Em biết rồi. Cái đám này á phải làm giữ cho tôi, đừng để nó lần mặt, bà hiểu không? Cứ đúng luật mà làm, quậy cho nó bỏ xíu càng xa càng tốt. Để em cho nó khất vài ngày đi, nó góp tiếp á thì cho nó tiếp, còn không á thì xiết nhà nó luôn, được không? Thôi giờ em về ha. Thôi trước khi về á, vô đi 100% cái đã nghe. Vô. Vô. Bye bye nha. Anh, mấy bữa rày tụi nó cũng án minh bất động, tiền đâu mà góp, ngày hơn 2 triệu chứ bộ. Tụi nó đi ăn cướp. Tụi mình cũng ăn cướp xưa giờ, sao không khá vậy? Mày nín. Mày thì phải, chuẩn bị sắp lá cày cho tụi nó kìa. Ở đó mà tào lao. Dạ nước đây.
Mận. Dạ. Sao lúc này Tuấn nó ít ghé quá vậy? Tại anh bận lắm á. Nó bận hả? Hay là anh hối con chuyện đám cưới? Con không có trả lời được. Con nói khi nào mà con tính được thì con cho anh hay sao? Tại má mà ba đứa lỡ dở chuyện tình cảm hết. Má không biết làm sao bây giờ. Má. Hả? Về quê tốn nhiều tiền không? Thì cũng tiền xe cộ rồi ăn uống dọc đường thôi chứ có nhiêu đâu. Vậy thôi, má về quê đại chuyến đi má. Đằng nào thì mình cũng mắc nợ bà Sáu Béo rồi. Mà nếu như tiền xe với tiền ăn không thôi thì đâu có mất gì một ngày tiền góp đâu. Má biết vậy, nhưng mà còn nhiều chuyện rối lắm, chưa có về được. Anh hai cứ liều thì còn có vợ. Anh ba thì không dám tới gần chị Phương. Còn con thì đứng giữa đường vậy nè. Không biết tính sao nữa. Má cũng nghĩ mấy chuyện đó hoài chứ con. Nhưng mà bây giờ tiền góp chưa có được bao nhiêu ngày. Bữa nay là mới có... Hôm nay là ngày 16. Vậy là mình góp được một tuần rồi đó má. Trời đất ơi, một tuần mà mình góp mười mấy triệu. Giờ còn hơn 3 tuần nữa lận. Thôi đừng nói mấy chuyện đó má rối lắm. Để từ từ đi má tính nha. Hôm nay là 16. Được một tuần. Ý trời đất ơi. Má ơi, con đi công chuyện xíu nha má. Anh ba, hôm nay là sinh nhật của chị Phương, anh ba biết không? Biết rồi. Biết gì mà mặt tỉnh bơ vậy? Anh ba, anh có tính làm gì không? Không. Gì kỳ vậy trời? Mà chị Phương có tính làm gì không? Thì cô tính mời mấy người bạn ăn uống gì mà. Vậy hả? Anh ba, anh ba, chị Phương có mời anh không? Có. Có luôn hả? Ừ. Vậy anh có đi không? Thì mà thôi, để cô vui với bạn bè đi, anh không tham gia đâu. Gì kỳ vậy trời? Anh không biết gì hết trơn á. Chị Phương á, chị kêu anh về sớm á là chắc chắn là có ý định gì rồi. Sao anh không về? Về đi. Cô có bạn trai lo rồi mà. Bạn trai cái gì mà bạn trai? Em thấy á, chị Phương á lơ là với ông đó lắm. Không phải bạn trai của chị Phương đâu. Dù gì thì bé Phương cũng cần có người chăm sóc. Mà cô ta làm tốt chuyện đó là được rồi. Anh này, nói gì cũng được nữa. Bộ anh không sợ là chị Phương đi theo ông đó luôn hả? Anh cũng đâu có tính giữ bé Phương đâu mà sợ. Chỉ khổ cho cổ thôi. Em riết cũng không hiểu anh ba làm sao luôn á. Anh ba. Ừ? Vậy tối nay có tính về nhà chị Phương không? Không, em về đi. Thôi, em không có tới được đâu. Tối nay em phải ở nhà lo mấy cái đồ khách đặt hết trơn rồi. Vậy thì... Bác Quyên đi đâu rồi chị hai? Đi qua bên nhà ông tổ trưởng tổ dân phố á. Chắc em với anh Tuấn không có lấy nhau được quá. Sao vậy? Anh Tuấn muốn làm đám cưới. Mà làm đám cưới thì phải đăng ký kết hôn. Không ấy. Thôi hai đứa làm liều giống như chị với anh Hiếu á. Mà hình như cậu ấy không dám. Ngay cả em còn không dám nữa. Má nói á, khi nào mà yên ổn một chút sẽ về quê làm giấy tờ. Đồ em may bán hết chưa chị? Khách dặn thêm 2 cái. Vậy đi lát nữa em may thêm. Muốn ghê. Không phải mà muốn như vậy sao? Ông điên rồi. Tôi chờ đợi bao nhiêu đó thôi. Tôi ghét không? Tôi biết như vậy mà. Bà muốn lợi dụng tôi để chọc cho anh ta ghen chứ gì? Bà tưởng là tôi không thấy hay sao? Nhưng mà anh ta luôn canh gác cho bà như một con chó giữ nhà. Bà tưởng là tôi không thấy ánh mắt của bà nhìn anh ta hay sao? Bà yêu anh ta điên cuồng rồi. Nhưng mà anh ta chỉ biết đứng đó, chỉ biết nhìn bà. Chỗ của anh ta là ở đó. Còn đây,
Đây mới là chỗ của tôi. Buông ra. Anh trọng ơi, cứu em. Tôi yêu bà mà. Anh trọng ơi, cứu em với. Anh trọng ơi. Tôi yêu bà mà. Phương, em có sao không? Có sao không vậy? Em ngồi nghỉ đi, ngồi nghỉ đi. Tao nói cho mày biết, đừng bao giờ làm những điều mà bé Phương không muốn. Đồ ngu, mày sẽ không bao giờ tìm được ai như mày. Như ánh mắt của Phương nhìn mày, tao chỉ làm như vậy cho Phương biết. Đừng có đùa giỡn với tao. Cái đồ nhát gan như mày chỉ biết đứng từ phía sau mà nhìn. Còn tao chỉ cần có cơ hội thì cô ta đừng hòng thoát. Mày hiểu chưa? Một khi bé Phương nói không thì được đến gần cô ấy. Nhớ nha. Mày nhớ nha. Thằng nhỏ, mày nhớ đó, tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Phương, em có sao không? Em có bị đau chỗ nào không vậy? Anh biết rồi, nó không có dám làm bậy nữa đâu. Đứng đi, anh đưa em tới bệnh viện nha. Dạ Phương. Không sao đâu, không sao đâu. Cô ấy chỉ bị sốc nặng và bị chói một chút thôi, không cần phải nhập viện đâu. Vậy là cô ấy có thể về nhà được hả bác sĩ? Nếu cô ấy còn bị choáng á thì có thể nằm nghỉ thêm một chút. Nếu không thì cậu có thể đưa cô ấy về được rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy nha. Dạ. Em còn thấy choáng váng không vậy? Em không sao hết á. Mình về nhà nha anh. Em thấy trong người sao rồi? Khỏe chưa? Mà đâu về nhà? Em muốn về nhà. Ở đây khó chịu quá. Vậy để anh đưa em về. Mang giày vô đi. Cẩn thận đó. Anh Trọng. Ừ? Em chỉ bị choáng thôi, chứ tay chân em bình thường mà. Anh làm gì thấy ghê vậy? Lần sau đừng có làm vậy nữa nha. Anh nói làm vậy là làm gì? Thì cố tình hôn người khác trước mặt anh. Anh không bao giờ nghĩ tới chuyện ghét với ai đâu, bên cạnh em đâu. Anh chỉ sợ em gặp kẻ xấu như vừa rồi. Nếu mà không có anh ở đó thì nguy hiểm lắm. Anh không ghen hả? Thì anh không có quyền đó. Anh ta nói đúng. Anh chỉ được đứng từ xa xa sau lưng nhìn em mà thôi. Anh không cần em đúng không? Giữa anh và em chỉ có những kỷ niệm. Tất cả mọi chuyện bây giờ đã đẩy chúng ta đi quá xa nhau, ở hai tầng cách biệt. Anh bây giờ sẽ không sẵn sàng trèo lên cây để hái me cho em đâu. Đừng có mơ mộng nữa. Em phải học cho thật giỏi, rồi tốt nghiệp, rồi có việc làm cho tốt, lấy một người chồng danh giá. Như vậy ông ngoại mới vui. Hãy để cho anh được đi. Kể từ hôm nay sẽ chỉ có Mận qua ngủ với em thôi, nếu em thấy bất an.
anh còn phải lo nhiều việc khác. Em đừng lo lắng, không ai dám làm gì em nữa đâu. Nếu như vì em yêu anh ta và chuyện đó xảy ra là do em muốn, thì chắc chắn anh sẽ không chạy vào. Anh không ngăn cản, anh không giành lại em hả? Em không phải là món đồ mà ai cũng có thể giành được. Em yêu ai là quyền của em, nhưng anh chỉ mong đó là một người xứng đáng. Tại sao anh không nghĩ? Anh phải nghĩ là mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất chứ. Tại sao anh cứ tự cho mình là thấp hèn để rồi làm khổ mình, làm khổ cả em như vậy chứ? Em sai rồi. Anh xem em như em gái của mình. Để giữ lời hứa với ông ngoại là sẽ giữ an toàn cho em. Vì lời hứa với ông ngoại thôi sao? Ừ. Đám nhà đó góp tới đâu rồi? Trời ơi, ngày góp ngày không vậy đó. Bà Nhâm, tụi nó góp bao lâu thì xong hết nợ? Nó góp cái kiểu này chắc tới Tết mà róc mới xong. Thôi kệ nó đi. Ngày nào mà nó không góp thì tôi cộng tiền lời vô khỏe. Bà coi, tụi nó lừa bằng các kiểu này thì góp sao hết? Nghe thằng Lũ nói là nó mượn đầu này rồi nó dai đầu kia nó góp cho mình đó. Thằng Trọng còn xin ứng trước tiền ở tiệm rửa xe đó. Hôm qua thằng Hiếu nó cũng xin sáu bảnh đó, mượn tiền. Mà nghe nói thằng Sáu Bảnh nó cũng đâu có cho đâu nè. Tiền thì xin ve một bao, mà xin góp từng hộp. Đúng là vừa khùng mà vừa ngu nữa. Kệ nó, lo làm chi, miễn sao nó góp gạo nó lo cơm cho mình thôi. Tôi nói bà nghe nè, bà đừng cho nó khất nhiều quá. Cứ làm căng cho tôi, làm mau lên. Khoan xiết nhà hãy xiết đồ, chừng nào xiết hết đồ rồi á thì bà xiết nhà cũng chưa muộn. Chà, coi bộ ân quán gì đây chứ còn không phải là làm ăn đâu à nha. Tôi thì rất ghét cái thứ phạm phúc và nó đường đi nước bước cách để ăn hàng. Giờ nó chơi trên đầu cha mình, tôi phải làm cho nó tan nhà nát cửa tôi mới chịu. Trời đất ơi, cái ông Kỳ ổng còn thiếu 8 ly chưa trả nè. Ông đó đúng là kỳ luôn á. Qua đòi hoài luôn mà không trả, còn đòi uống thêm nữa. Trời, sáng nay biểu pha thêm, em đâu pha đâu. Ừ, kỳ cục quá. Tôi nói cái gì? Cái... lợm. Vậy hai hả? Cô Sáu qua hả? Ngồi chơi, ngồi dẹp chơi. Dẹp đi. Ngồi hay đứng gì kệ tôi. Bây giờ bà tính làm sao? Hôm nay là ngày thứ ba rồi đó. Cô Sáu à, cũng mới ngày thứ ba, tụi nhỏ còn đang đi làm ngoài bến á. Có gì chiều về tôi gom tiền tụi nó tôi đem qua cho cô nghe. Hôm qua cũng vậy, rồi hôm nay cũng nói vậy. Nè, bà giỡn mặt với tôi vậy hả? Không có, tôi năn nỉ cô mà. Trời ơi, cô biết mỗi ngày mà góp mấy triệu bạc đâu có dễ đâu cô Sáu. Khó khăn lắm. Khó khăn thì thôi đừng có dai. Dai nó dễ lắm. Còn lúc mà trả với góp á thì hả, nó dài ra vậy đó, nó nhây ra vậy đó. Tôi không có biết đâu. Một á là trả tiền ngay bây giờ, hai á là cuốn đồ ra khỏi nhà. Ủa, cái gì? Cuốn đồ rồi đi đâu? Đi đâu á là chuyện của mấy người. Hôm bữa dai tiền á đã cam kết rồi, không có tiền trả thì tôi xiết nhà để trừ nợ. Cô Sáu à, cam kết là cam kết vậy thôi, nhưng mà dù sao tôi cũng mới trễ có 3 ngày hà. Trễ 1 ngày thôi thì cũng đã sai hợp đồng rồi, bà biết chứ bà. Huống hồ chi tôi để cho mấy người tới 3 ngày. Thôi, bà đừng nói chi cho nó mệt. Bây giờ bà dọn đồ ra khỏi nhà, giao nhà cho tụi tôi.
Nè nè, cái nhà này là nhà của tôi nha, mấy người đừng có làm quá đáng nha. Cái gì? Nhà của tôi mà. Nè, bà đừng có nói cái giọng đó nghe chưa. Bà tự nguyện nghe, tự nguyện thế chấp chứ tôi không có ép bà. Nè, giấy tờ còn rõ ràng nghe chưa. Đây nè, có ký tên hẳn hồi đây nè. Giấy tờ bây giờ định qua mặt hả? Cô Sáu à, cô làm ơn. Không có ơn nghĩa gì hết. Bây giờ bà dọn đồ ra hay tụi tôi tự vô dọn? Bây giờ bà nói tiếng đi, bà góp hay là không? Góp, góp mà. Góp cái tiền đâu? Bây giờ không có đồng nào hết trơn á. Tụi bay phá quán, dọn đồ. Trời ơi, trời ơi, quán trời ơi. Đừng mà, nè, biết cậu lại con. Trời ơi, trời ơi, nè. Má, mấy người này làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Nè, má mày á, không có tiền trả nợ cho tao, không có tiền góp cho tao thì tao xuyết nhà, tao đập quán, hiểu chưa con mắm? Trời ơi, trễ góp có mấy ngày mà làm gì thấy ghê vậy? Nè, trễ mấy ngày cũng là trễ. Không góp có nghĩa là xù nợ. Tụi này để cho mấy ngày là nương tay lắm rồi. Chứ ông Tài Lanh ông biểu dọn mấy ngày nay rồi đó. Lại Tài Lanh hả? Cù cưa cù nhằn hoài. Tụi bay phá quán, xiết nhà cho tao. Phá luôn. Ê, đừng mà. Thôi đã. Từ từ. Cho thêm ngày nữa được không? Nè, mấy người đừng có được nước làm tới nha. Cứ hứa một ngày, một ngày. Tiền góp một tháng mà thành cả năm. Giỡn mặt hả? Thôi được rồi. Mấy lần trước là má tôi xin, bây giờ là tôi xin. Tôi lấy uy tín và danh dự của tôi ra. Tôi hứa, cho tôi một ngày nữa thôi. Mận, nếu như ngày mai á, tôi không trả, mấy người muốn làm gì thì làm. Mày tính làm gì? Mày nè, cái bản thân mày, mày làm gì mà có tiền mày trả? Mày nói tao nghe thử coi. Tôi chưa biết, nhưng mà tôi nói rồi, kể từ giờ cho tới ngày mai, Nếu như mà tôi mới tiền trả thì mấy người muốn làm gì thì làm. Thôi được rồi. Ngày mai á, mà mày không góp đủ cho tao 3 ngày đó hả, là đừng có trách tao, nghe chưa? Nghe chưa? Về tụi bay. Nhớ ngày mai nha. Con tính làm gì vậy Mận? Con tính làm gì? Bộ con mượn được tiền của ai hả con? Hả Mận? Mận! Mận à! Nó tính làm gì vậy hai? Hai cũng không biết nữa. Anh Tuấn. Ủa Mận, sao em tới đây? Có chuyện gì hả? Hay là má em về quê rồi? Dạ không phải. Nhà em bị người ta hăm dọa đuổi ra đường. Anh có cách nào giúp em không? Ai đuổi gia đình em ra đường? Dạ, do nhà em mượn tiền của người ta, bây giờ không có tiền trả. Họ đến nhà em rồi đòi xiết nhà để trừ nợ. Anh có cách nào giúp em không anh Tuấn? Bất ngờ quá, anh chưa nghĩ ra được cách gì hết. Em nói với người ta là cho em một ngày thôi. Nếu mà sáng mai em không có tiền trả cho người ta là người ta lấy nhà, mà nhà đó là nhà của má hai chứ không phải là nhà của em. Trời ơi, em xin người ta mà xin có một ngày, làm sao mà xoay sở được? Tại lúc đó em rối quá, em lúc đó em không biết em phải nói gì sao nữa. Cho nên em tới đây em tìm anh nè. Anh có cách nào mà anh giúp em đi. Thiệt tình đó là bây giờ không ai giúp em hết, cho nên em mới tìm anh nè. Anh giúp em đi anh Tuấn. Anh xin lỗi nha. Mới, em đi đâu vậy? Chào cô kiếm ai? Giờ
cho gặp ông Chen. Cô có hẹn trước không? Dạ không. Cô không hẹn trước, vậy tôi không cho cô vô được đâu. Mời cô về cho. Giờ tôi cảm ơn. Sally, có gì mình nói sao? Vô ngồi đi. Tôi vô được mà. Bây giờ tôi thấy cô đã bình tĩnh hơn rồi á. Thật ra cô hãy cho tôi biết lý do cô tới đây tìm tôi đi. Tôi cần tiền. Tất nhiên là cô chỉ tìm tôi khi cô cần tiền thôi. Nhưng mà thật ra tôi muốn biết lý do tại sao cô lại nhận tiền bằng cách này. Vì mấy lần trước cô gặp tôi, cô tỏ ra không có thiện chí chút nào hết. Căn nhà của gia đình tôi đang ở là của má hai tôi. Má hai tôi là người ơn của gia đình. Gần đây anh của tôi gặp nạn, phải vay tiền để giải quyết chuyện của anh. Số tiền lớn lắm. Gia đình của tôi phải thế chấp căn nhà của má hai cho họ. Bây giờ phải tới hạn đóng tiền rồi. Bây gia đình của tôi không có đủ tiền đóng. Họ đòi xiết nợ, đòi xiết căn nhà của má hai. Thật ra gia đình cô làm nghề gì lẽ sống vậy? Anh hai và anh ba tôi á, đi bốc vác với làm mướn ở ngoài bến tàu á. Má tôi với má hai á thì bán cà phê ở nhà, còn tôi á thì đi may đồ với lại bán ngoài chợ với chị dâu tôi. Thật ra khi cô quyết định thế này là có ai trong gia đình cô biết không? Không. Thật ra tôi qua Việt Nam làm ăn đã lâu rồi. Vợ của tôi thì không thích ở Việt Nam nên cô ấy ở lại Đài Loan. Tôi có thói quen kỳ lắm, tôi không có thích lên giường với mấy cô gái lạ. Thật ra tôi muốn có một người bạn gái lũ điều kiện thay thế vợ tôi khi tôi còn ở đây. Vậy điều kiện của ông là gì? Thật ra tôi là người Á Đông,
nên là tôi coi trinh tiết là phẩm hạnh của người phụ nữ. Nếu cô là một cô gái trọn vẹn như vậy thì chúng ta có thể nói chuyện tiếp được rồi ạ. Ông nói tiếp đi. Hạnh Hào à, thật ra trong thời gian cô làm vợ tôi á, dĩ nhiên cô phải giữ lão làm vợ rồi, phải trung thành và tận tụy. Dạ. Thật ra số tiền mà gia lệnh cô cần là bao nhiêu vậy? Má tôi mượn 50 triệu, tiền lời là 40%, mà mới trả được hơn có 10 triệu à. Số còn lại hết cách rồi. À, vậy à, sao 10 triệu lũ không? Dạ đủ. Thật ra cô làm cho tôi á, tôi tưởng lộ cứ 600 triệu lận á. Thôi được rồi, cô đừng có lo lắng nữa, tôi sẽ giúp cho cô. Cảm ơn ông. Alo à. Dạ. Dạ, ông chủ gọi tôi. Dẫn cô lại lên phòng của tôi, tắm rửa thay đồ đi. Dạ. Mời cô theo tôi. Cô á là hên lắm đó. Ông tuyển hoài không có được cô nào đâu. Cô là người đầu tiên ông mời lên lầu đó. Đi đâu hả ma? Không, hỏi nó tính dài ai nó cũng không có nói nữa. Con này nó ngon thiệt chứ. Mơ ơi, mày yên tâm đi, chắc là qua nhà thằng Tuấn đó. Ủa Tuấn? Dạ. Con Mận nó có qua nhà con không? Mận chưa về hả má? Chưa. Dạ, hồi chiều Mận có qua con, rồi Mận đi liền. Con hỏi đi đâu mà không trả lời. Con thấy thần sắc của Mận khang khác, cho nên con thấy lo. Nó đi đâu từ chiều giờ hỏi không nói. Gọi điện cho nó không được, em có gọi thử cho nó không? Dạ, em có gọi mà không có liên lạc được, cho nên em mới chạy qua đây nè. Trời ơi, có khi nào nó nghĩ quẩn nên làm liều không trời? Thôi thôi. Ma. Thôi, đừng có ai suy đoán gì hết. Bây giờ có ai biết con Mận có thể đi đâu thì đến đó hỏi giùm đi. Nó có bạn bè có đi chơi gì đâu. Vậy thì nó đi đâu hả trời? Thiệt nóng ruột quá mà. Thank you.
vào lay với tôi đi. Thôi một ly ly. Chúc mừng. Vô trong, đứng ngoài đầu hẻm được rồi. Cho xe dừng bên kia liền. Dạ. Mận à, em đừng có lo, có chuyện gì em gọi cho tôi nha. Mận con... Trời, Mận. Mận, em đi đâu cả đêm vậy? Nhà ai cũng lo cho em hết á. Con đi đâu vậy hả? Má đi theo con. Mận, đi đâu? Má cứ đi theo con đi. Con ở nhà coi quán nha. Dạ. Chuyện gì vậy con? Mận, chuyện gì không kể má nghe, tự nhiên lôi má qua sao béo làm chi? Má có tin con không? Tin không tin gì chứ, con đã làm gì vậy? Má cứ yên tâm, con có làm gì đi nữa con cũng giữ danh dự cho gia đình mình. Má cứ đi theo con. Mẫn, kể cho má nghe đi, chuyện gì vậy? Mẫn, Mẫn, bà sao béo? Trời ơi, bà sao béo? Cái gì? Bà đâu rồi? Sao? Qua khất nợ mà cũng chịu khó đi sớm quá ha. Ngồi đó đi. Bà đem sổ hồng nhà tôi ra đây. Gì vậy? Để tôi trả tiền cho bà. Bà trả sổ lại cho tôi. Tiền đâu? Nhà tôi thiếu bà nhiêu? 52 triệu. Trời đất ơi, nhà tôi đã góp cho bà mười mấy triệu rồi mà. Bà góp được ngày cái bà nghỉ mấy ngày. Mỗi lần nghĩ như vậy á, nợ với vốn cộng lại xin thành lời tiếp, hiểu chưa? Tiền đây, đếm có đủ không? Đếm đi. 52 triệu. Hai mẹ con nó về kìa. Mẹ ơi, con đi đâu vậy? Nè hai, chị cất đi. Trời ơi, tiền ở đâu? Tiền ở đâu mà lấy được cái sổ hồng này vậy? Má hai, má, con đi qua nhà chị Phương có chút chuyện. Con về nói chuyện sau nha.
có chuyện gì mà sao cái mặt nó buồn hiu vậy cả? Nè. Ủa, có chuyện gì vậy con? Hả? Con biết không? Mận, em sao vậy? Sao nhìn em mệt mỏi quá vậy nè? Có bệnh gì không? Hả? Dạ em không sao đâu. Chị làm gì làm đi. Em muốn ở một mình. Tiền ở đâu tụi nó có? Sao tụi biết được? Nó trả một lúc luôn hả? Ừ, trả một cục luôn. Không lẽ tụi nó là một cú ngon lành như vậy mà mình không hay động tĩnh gì sao? Nè, không phải hai thằng anh nó đâu nha, mà chính con nhỏ con gái em của nó trả đó. Có phải con nhỏ bán dừa lạnh không? Ừ. Nhưng mà bây giờ nó đi làm gì á, đâu có bán dừa lạnh nữa. Không bán dừa lạnh? Hay là nó bán dâm? Bán dâm tôi cũng phải biết chứ. Bà vô duyên. Nó bán da mắt mớ gì bà biết? Bà có dính dáng gì đâu. Nhưng mà tôi với thằng Lũ đó nha, có qua vụ nó mấy lần mà nó đâu có chịu đâu. Trời ơi, tôi nói có mối ngon luôn á, mà má con nó hả, mặt như cây mâm á, không có thèm trả lời tôi một tiếng nào luôn á. Biết đâu nó tự kiếm mối thì sao? Ừ ha. Mận à, suốt đêm hôm qua con đi đâu mà không về nhà? Con có biết là cả nhà nóng ruột lắm không? Rồi sáng nay tiền ở đâu mà con chuột cái sổ hồng? Con mượn ai mà được nhiều dữ vậy hả Mận? Câm hả? Anh Hiếu. Thôi. Hiếu. Qua tới giờ đi đâu? Rồi tiền đâu ra? Hiếu à, biết tuổi đi kiếm quá trời không? Con sẽ không nói gì về chuyện này đâu. Cả nhà đừng hỏi. Và cũng đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Hai anh đi làm đi. Chị hai đi mua giải với em. Cái con này. Mận, giải Hiếu. Mận à. Đi làm. Dạ. Đi làm ơi. Dạ thưa hai má con đi.
giống như Phỉ vậy ta? Dạ, tôi đối với dì Tư. Ủa Phỉ, vậy mà tao tưởng đâu ai chứ. Dì Tư vẫn mạnh chứ? Mạnh hay không á, tới tuổi cũng chết thôi. Mà sao lâu quá bay không về coi ngó nhà cửa coi làm sao? Bộ giàu có rồi tính bỏ cái nhà này luôn hả? Tôi cũng muốn về lắm chứ. Nhưng mà về đây, tôi nhớ má con nó, tôi chịu không nổi gì à. Tới lúc bay biết thương biết nhớ má con nó thì nó mất xác rồi. Tại tôi hết. Ủa, má con nó biệt tích luôn hả? Bay nghe tin tức gì không? Tôi đi tìm bao nhiêu năm rồi, tôi cũng làm đủ mọi cách rồi, nhưng mà không thể nào tìm lại được má con nó gì à. Tôi nghĩ chắc ông trời trừng phạt tôi đây mà. Rồi bây giờ bay có tính đi tìm má con nó nữa không? Có chứ. Chưa tìm ra là tôi chết không nhắm mắt đâu gì à. Tôi bày chuyện buôn gạo đường dài là để kiếm cách đi tìm kiếm vợ con của tôi. Cũng 20 năm rồi, mấy đứa nhỏ giờ chắc cũng đã tới tuổi lấy vợ lấy chồng hết rồi đó. Mau quá, thiệt là tội nghiệp. Không biết tụi nó lưu lạc vậy rồi sống ra làm sao nữa. Tôi không nuôi dạy tụi nó, và tôi cũng không được nhìn tụi nó lớn lên như thế nào nữa. Bay á thiệt là tệ. Vợ con mà không có lấy một tấm hình để làm kỷ niệm nữa. Đó, giờ không biết làm sao đi tìm nó. Cứ đi tìm Phong Long vậy, biết khi nào mới gặp lại. Thấy nhà không có ai, lâu lâu tao quét dọn cho nó có hơi người. Khi nào mà má con nó về ở, còn có cái chỗ mà chui ra chui vô nữa. Tôi cảm ơn dì Tư. Bây giờ tôi phải về, tôi chuẩn bị hàng để đánh lên Sài Gòn. Dì Tư giữ gìn sức khỏe nha. Mà lần này tôi sẽ lên bờ để dò hỏi coi làm sao. Ở dưới ghe thăm hỏi mấy cái bến hoài mà không ai biết hết. Tôi nghĩ hay là tại tôi chưa tìm đúng chỗ thôi. Bay ráng tìm má con nó, để tụi nó lưu lạc tha phương vậy đó, tội lắm nha. Thôi bây giờ như vậy, tôi nhờ dì một chuyện. Lâu lâu dì rảnh á, qua coi nhà giùm tôi một chút. Bay yên tâm đi, đi ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dì cũng giữ gìn sức khỏe nha. Ráng kiếm má con nó về nha. Hiếu, sao con dắt em ra sau vườn chơi đi, ngồi trò hỏ ở đây làm gì? Đói bụng hết rồi phải không? Dạ. Thôi, để bà Tư ra, bà Tư lấy bánh cho tụi con ăn nha. Dạ thôi, được rồi bà Tư. Má con sắp về rồi. Anh hai ơi, em đói. Có đói á, thì cũng phải chờ má về. Má con có về á, thì cũng không có gì mà ăn đâu. Giờ trưa trời trưa trật rồi. Thôi, để bà Tư lấy bánh cho mấy đứa nhỏ ăn đã. Nè, ăn đi mấy con. Má. Má. Gì vậy? Đi nhanh lên, trúng đi. Núp núp vô. Ngồi xuống. Giang phu giang phụ hả? Mày. Trời ơi. Mày làm cái gì vậy Phỉ? Mày như trâu vậy đó. Được rồi, mày chờ nó đi. Con. Mày. Đứng lại. Lượng. Đứng lại nói cho tao. Lượng. Mày đứng lại. Biết có ngày như vậy thì ngày xưa đừng có ở ác với người ta. Sống cứ dằn vặt như vậy chắc chết sớm quá. Ủa,
Bữa nay thằng Mập đâu? Dạ thằng Mập nó đi công chuyện rồi. Vậy hả? Dạ. Mận, thằng Tuấn nó kiếm con kìa. Má. Ờ. Mận có nhà không má? Chắc là nó qua bên con Di hay sao á. Con qua bển con kiếm thử coi. Dạ. Tuấn nó đi rồi. Nói cho má biết đi. Nói gì má? Sao con có tiền? Má biết là con không muốn nói, nhưng ở nhà ai cũng lo cho con hết. Từ lúc con về, con như người mất hồn. Bây giờ lại tránh mặt thằng Tuấn nữa. Má đừng có hỏi con nữa. Má thấy con như vậy, má đau lòng lắm. Đó là ai vậy? Một kỳ Đài Loan. Con đã nộp đơn xin việc. Ông ta muốn con làm vợ họ trong thời gian ông làm việc ở đây. Ông cho con ở nhà. Khi nào mà ông cần thì ông gọi con. Ông hứa là ông sẽ chu cấp cho con. Má, khi nào mà anh Tuấn qua tìm con, má nói con. Má biết rồi. Tội nghiệp con quá. Dạ, xe xong rồi chú ơi. Xong rồi hả? Dạ. Xe của con xong rồi nè. Dạ, của con bao nhiêu tiền vậy chú? Của con 80 ngàn. Con gửi chú. À. Anh ơi, anh dắt chiếc xe ra giùm em được không anh? Để anh dắt ra. Đưa tiền thối nè. Dạ. Hướng này nha anh. Dạ em cảm ơn anh. Rồi. Anh ơi, anh đạp giùm em chiếc xe được không anh? Để anh đạp cho. Em mở khóa lên chưa? Dạ để em mở. Dạ cảm ơn anh.
em về nha. Em ơi, em còn chưa đợi nón. Cảm ơn anh. Em đi nha anh. Cảm ơn em. Trọng nè, chuyện nhà ổn chưa con? Dạ cảm ơn chú, dạ cũng ổn rồi. Nó nghe nè, chú với mày á mà kết hợp chăn nuôi á, không chừng ngon hơn sửa xe đó mày. Ủa chăn nuôi gì chú? Thì tao tăng mày trọng, chăn nuôi mà tăng trọng thì làm giàu rồi còn gì bằng nữa. Chú giỡn hoài. Thôi, nó giỡn mày chút thôi, qua đầu tháng tới á, chú sẽ cho mày làm thợ luôn. Con làm thợ được rồi hả chú? Trời ơi, ngon lành luôn. Mày không thấy xe tới là ta giao cho mày làm, mà nhất là phụ nữ rồi nha, ai tới cũng kêu mày làm hết, tao đụng vô thì không cho tao làm. Mày cũng dữ lắm à. Dạ cảm ơn chú. Mà chú ơi, dạ làm thợ chính thì lương tháng bao nhiêu chú? Tao trả mày 4 triệu được không? Thiệt hả chú? Thiệt chứ. Con cảm ơn chú, cảm ơn chú. Ba cái nhớt bỏ nè, chú không có xài nữa, nếu con có cần á đem về nhà mà xài vậy. Dạ. Ha, chú vô nhà nghỉ một chút. Dạ dạ. Vậy nha. Trong lúc đám mình nằm meo râu không dám ho he gì hết á, thì đám thằng Hiếu vẫn ung dung tự tại. Má con nhà nó đang sống phè phỡn như đang chọc ghen mình vậy. Em cũng hiểu làm sao á, tụi nó trả nợ nhanh thiệt á. Sao mà biết được? Bà sao béo bà nói vậy đó, chỉ có nước tụi nó bán thân. Mà ai mua? Ba mày mua. Hỏi lẫn nhách, hỏi tao tao biết hỏi ai. Tao có đi theo nó đâu. Tụi bay nín đi. Cả tháng nay nhà nó không đi ăn đêm, còn đám tụi mình sau cái vụ ghe của ông Hai là không dám ho he gì nữa, vậy mà nhà nó vẫn phè phẫn ung dung. Tức thiệt chứ. Ý là anh muốn nhà nó khổ giống anh em tụi mình đó hả? Chắc là cũng ân oán 3-4 đời trước, cứ thấy nhà nó yên vui là tao không chịu được. Tụi bay coi tính cách nào đi chứ. Tụi em biết tính sao đây anh? Bây giờ ý muốn là cho tụi em qua quậy nhà nó banh chành luôn đúng không? Tụi bay giỏi vụ này lắm mà. Là bây giờ mình chọc cho tụi nó quậy lên, xong rồi có chuyện mình đi thưa phải không? Ý là nhà nó đang yên ổn, là anh em tụi mình phải làm sao cho nhà nó đừng yên ổn, đúng không anh? Tao nghĩ cách dễ nhất là đụng chạm đám phụ nữ nhà nó. Tụi bay thấy sao? Ý anh là xếp hai bà già đó luôn hả? Mày khùng hả? Xếp hai bà già đó để tới ông nội mày hả? Cái đồ khùng như mày, gái đẹp mà không khoái. Em nói anh nghe này, em chỉ kết vợ có Hiếu. Mày khùng hả mày? Trời ơi, con gái nhèo nhẹo á, bao nhiêu ngoài đường á không theo, theo con nhỏ có chồng rồi làm gì vậy? Nó có ưa mày đâu. Vậy là mày không biết gì hết. Càng không khoái thì mình phải càng kích động, nó chọc điên tao mà. Tao thấy con em nó ngon hơn. Nè, tao nói tụi bay nghe, con nhỏ Mận đó không phải là dạng dừa đâu nghe. Tụi bay đừng có tưởng dễ ăn, thấy cái kiểu chụp dừa của nó là ớn ăn rồi, nguyên quầy thể xuống mà nó chụp còn băng à, cả tụi bay là mềm xương rồi. Em nhớ còn một con nữa nè, hay giao lưu qua lại với nhà Hiếu nè, mà nhỏ nhà giàu lắm. Mà em không hiểu làm sao nhà nhỏ nó giàu mà lại giao lưu với đám nghèo rớt mồng tơ như tụi nó. Tao biết rồi, con nhỏ đó là cháu của ông già Hậu đó. Từ khi ông chết, cả nhà thằng Hiếu chăm con nhỏ này kỹ lắm, lúc nào cũng có người ở bên với nó, nhất là con Mận đó. Anh, hay bữa nào mình canh mẹ xớp hai con nhỏ nó một lượt luôn đi anh. Mày hay quá, một mình con nhỏ Mận còn làm không xong, giờ đòi thêm đứa nữa hả? Nói gì nói, con Di là em kết nhất. Di hoài vậy? Tao khoái. Thôi thôi, khoai, khoai, tụi bay thôi đi. Con Di cũng được đó. Tụi bay mà đụng tới con Di, có chém chết thì thằng Hiếu cũng xỉu tụi bay đến nơi đến chốn đó. Tao chỉ cần thằng Hiếu nó động tay động chân là có cớ để công an còng đầu nó rồi. À, để con nhỏ nhà giàu cho em. Mấy thằng bay á, bị thằng Hiếu quất rồi mà còn chưa tẩn. Nó mà nổi điên thì chỉ có đứa hốt xác tụi bay ra thôi. Chọc nó nổi điên lên, anh em mình mới có cớ hốt xác nó chứ. Thì cũng phải chọc giận nó, nhưng đừng để nó chặt chém như lần trước. Mà khoan, tao có cách này, có cách này để tụi bay khỏi đụng tay đụng chân. Cách gì anh? Tụi bay biết cha Phước Búa không? Biết. Mặc dù ông già Hậu đã ngủm rồi,
nhưng mà nó vẫn cay cú vì chưa trả được thù. Ủa mà em thấy có dính dáng gì đâu anh. Mày ngu quá vậy. Để nó làm, lỡ có chuyện gì lộ ra thì nó lãnh luôn cho mình. Dạ, cái vụ này em thích lắm, để em làm cho. Tụi em khoái lắm, nhờ chi vậy anh? Tụi bay á, có hơi gái là nhảy dựng lên liền à. Để tao tính đã. Nhưng mà làm gì thì làm, đừng để gây án mạng đó. Làm đủ để tụi nó lên máu thôi. Tụi bay làm quá, công an còng đầu tụi bay luôn đó. Ờ, biết rồi. Ôi mày nè. Vậy? Kỳ này đi chung nha, không có đi riêng nha. Ừ. Mày canh chừng tao, tao canh chừng mày. Ờ. Chứ mạnh thằng nãy đi, tao thấy không ngon à. Ừ. Dĩ nhiên là vậy rồi. Mà bây giờ á, xốp con nhỏ nào trước, đụng con nào xốp con đó trước, hiểu không? Thôi được rồi, tụi bay đi đi. Nếu có chuyện thì đừng lo tao vô đó nghe. Xong chuyện này rồi á, còn lo chuyện làm ăn nữa. Khô máu hết rồi. Dạ biết rồi. Này nè, khoan đã. Tụi bay để tao bàn lại với cha Phước Búa coi sao đã. Tụi bay đừng có manh động nghe chưa. Rồi xong. Anh em mình canh cho thằng khác ăn. Ừ. Má. Gì? May mà còn mình an bình bất động cũng lâu rồi đó má. Đám kia cũng sợ hay sao? Không thấy động tĩnh gì hết. Cả tháng này yên ắng rồi. Má nghĩ tới lúc mình không cần phải đi ăn đêm nữa. Gia đình mình bây giờ ông ngoại mất rồi. Sức khỏe má hai thì cũng ổn. Bây giờ má con mình chỉ cần kiếm tiền đủ sống thôi. Không lẽ giờ má chấp nhận để anh em tụi con làm bốc vác? Má thì bán cà phê cốc vậy. Rồi chừng nào nhà mình mới khá nổi? Mấy năm nay nhà mình quá nhiều chuyện phải lo, bao nhiêu tiền cũng hết. Bây giờ là lúc mình có thể để dành được, phải tranh thủ chứ má. Với lại mình cũng chỉ làm ba vụ lặt vặt, lỡ có bị bắt cũng đâu có tù tội gì nặng đâu. Đó là chuyện chẳng đặng đừng. Má vẫn mong có ngày mình có thể dừng lại, sống lương thiện cho thanh thản con à. Đằng nào thì tay cũng nhúng chàm rồi má. Bao nhiêu lâu nay mình cũng cố gắng lương thiện mà có được đâu. Chính quyền thì không cho cư trú. Nói nhỏ thôi. Con nói đúng mà, mình cũng đang sống chui đó. Trời ơi. Rồi hả? Chưa kể bọn giang hồ có chịu để yên cho mình đâu. Thì sắp tới mình không đi ăn đêm nữa. Tụi nó không có cớ để gây chuyện với mình. Từ bây giờ tiền con đi làm kiếm được đưa hết cho con Di để nó lo chuyện nhà cửa. Con phải thương nó. Nó lấy con là nó chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi. Con biết mà cũng có được bao nhiêu đâu. Má biết. Nhưng má không muốn tụi con có ngày phải lâm vào tù tội. Lần này con bận để phải trả giá quá đắt để giữ lại cái nhà cho má hai. Má không muốn xảy ra chuyện gì thêm nữa. Không có gì hết. Nãy em nghe tiếng động á, rồi xong em tưởng mấy con chuột cho nên em chạy vô đây em coi nè. Chuột cái gì mà chuột không biết nữa, đi ngủ đi. Dạ. Dạ em xin lỗi chị nha. Tắt đèn đi, chói mắt quá à. Dạ.
Gì à? Dạ. Lúc này ba thấy hình như Hiếu làm ăn bết lắm hay sao á? Sao ba hỏi như vậy? Ba thấy nó cũng ít đi sớm về khuya. Tiền nó đưa cho con cũng ít lại. Ảnh đi làm thuê làm mướn mà ba, đâu có nhiều tiền được. Ba cũng biết vậy, nhưng từ trước tới giờ nó đưa tiền cho con cũng không đến nỗi nào. Còn lúc này á, tiền bạc chi xài trong nhà toàn là từ tiền lời bán đồ của con. Mà thôi, tiền ít tiền nhiều gì ba ơi, miễn tụi con chia sẻ với nhau là được rồi. Ba chỉ nói vậy thôi, thân con gái đã không có người bảo bọc thì thôi, lại còn phải lo toan hết mọi việc trong ngoài. Ba thì hưu trí, lương hưu giáo viên có bao nhiêu đâu con, sức khỏe lại eo uột nữa, không làm gì phụ được cho con hết. Ba đừng có lo nghĩ nhiều quá nha ba. Anh Hiếu, ảnh là người chồng tốt, ba yên tâm đi nha. Dạ, ba, con mới về. Anh. Em lặt rau hả ba? Em cho ăn canh dền ngon lắm luôn á. Em. Dạ. Cất đi. Sao nhiều dữ vậy anh? Từ bây giờ mình không phải trả nợ nữa. Mai mốt làm được như anh sẽ dành dụm. Anh mở cửa hàng cho em bán, không đi bán dạo nữa. Ba. Ba thấy chưa? Thấy rồi con. Không biết được mấy ngày đây nữa. Ba, lần này là chắc chắn đó ba. Con chỉ mong nhà mình lúc nào cũng yên ấm như vậy, để con chỉ thú làm ăn cho vợ con đỡ cực. Nói được thì làm được nha. Chắc chắn ba. Em về luôn chưa? Dạ, chị đi trước đi, chút xíu nữa em về. Chút nữa nhớ khóa cửa nha. Dạ. Chị đi nha. Dạ. Anh đến đây làm gì vậy? Anh tính qua đây đưa em đi ăn sáng, sau đó anh đi làm. Anh nghe má hai nói là em dạy chỗ ở bên đây. Anh đừng quan tâm tới em nữa. Sao vậy? Em giận anh hả? Mận à, có phải là em còn giận anh chuyện mà anh không giúp được gì cho em trong việc trả nợ không? Không, chuyện đã xong rồi. Má hai nói là em lo xong rồi. Tại vì hôm đó em nói gấp quá, cho nên là anh không nghĩ ra được cách gì để giúp em hết. Anh đi làm đi, em về. Mận, đến chở em về. Không cần đâu. Má, bỏ đi. Con nói nghe nè. Cái gì vậy? Trời ơi, má con nó tính ăn trộm hay sao mà thục ló vậy à? Má, có chuyện này lạ lắm. Hình như là có người ở trong nhà của chị Phương á. Hình như là sao? Mà có người nào? Con cũng không biết nữa. Tối hôm qua con thấy có dấu chân ở trong nhà. Dấu chân bự ơi là bự luôn, từ ở ngoài sân vô tới đầu giường của chị Phương luôn. Con thức tới sáng luôn, con không dám ngủ luôn, mà cũng không dám nói với chị Phương biết nữa. Mình đã thôi làm ăn trên sông, đâu có gây thù chuốc oán với ai nữa đâu. Mà sao lại là con Phương? Hai mẹ con này tính toán cái gì mà rù rì nhỏ xíu à? Nghe không được gì trơn à? Không có gì, không có gì hết. Đi vô lặt rau đi. Gì kỳ vậy? Con nói chuyện này với thằng Trọng,
cho nó biết coi nó tính sao nghe. Đi đi. Dạ. Đi đi. Nè, xe. Ừ, dạ. Con đi nha má hai. Có chuyện gì vậy nói cho má nghe liền nha. Dạ. Chuyện gì? Chuyện gì mà hai má con rù rì nãy giờ vậy? Hả? Chuyện là sao? Tới tháng mà nó không thấy. Con gái chưa chồng đứa nào cũng vậy hết. Hiểu chưa? Trời ơi, tôi đi vô đi nhiều chuyện quá. Ủa mà anh ba. Hả? Anh ba, anh ba. Ngồi ghế đi. Dạ. Anh ba. Có chuyện gì vậy? Má kêu em qua đây nói với anh chuyện này nè. Chuyện gì? Chuyện bên nhà chị Phương. Hình như là có ai theo dõi chị á. Lại? Sao lại theo dõi cổ làm gì? Sao mẹ em biết được? Mà chắc chắn là có người theo dõi chị. Mà anh ba biết không? Hồi hôm á, em đang nằm ngủ, cái em nghe tiếng động, cái em thức dậy, em đi ra coi, em thấy quá trời dấu chân trong nhà luôn. Mà dấu chân nào dấu chân đấy hả? Bự chừng dần như vậy nè. Mà chắc chắn là đàn ông. Mà ban ngày có thấy gì không? Ừ, ban ngày thì không. Ổn hết, không gì hết. Ban đêm chỉ có mình em ở đó với bé Phương. Ừ. Lỡ có chuyện gì. Em nói thiệt với anh ba nha, sáp lá cà là em không có ngán một thằng nào hết á. Nhưng mà cái thứ mà cứ núp núp lén lén như vậy á, em không có lường được đâu. Chuyện như vậy xảy ra lâu chưa? Thỉnh thoảng á thì em cũng nghe loáng thoáng, nhưng mà cũng không có rõ lắm. Nhưng mà tối hôm qua là rành rành luôn. Giờ sao anh ba? Thôi được rồi, để anh tính. Về đi. Dạ, em đi nha anh ba. Ừ. Mấy chú cũng có lúc tìm gặp tôi à. Tưởng đâu mấy chú giỏi giang, đủ lông đủ cánh không cần tới ai chứ. Huynh cứ quá lời. Thật ra chuyện này tôi làm một mình cũng được. Nhưng thấy Huynh đang bơ vơ, cho nên rủ Huynh làm cho đỡ buồn thôi mà. Tôi đâu có buồn. Tôi cũng có việc của tôi mà. Tụi tôi á không tham gia công chuyện của Huynh. Nhưng mà có một chuyện liên quan đến Huynh. Tụi này làm một mình vẫn được, nhưng biết Huynh còn cai vụ này, cho nên muốn rủ Huynh đi chung xuồng cho vui. Là sao? Thì vụ Huynh với ông già Hậu đó. Ông già ông chết 80 đời dương rồi, nói tới làm gì nữa. Đúng là ông chết rồi, nhưng mà ông bệnh chết, chứ đâu phải là Huynh xử ông đâu. Thì sao? Thật ra thì tụi này cũng có những chuyện cần để giải quyết, nhưng cũng có liên quan với lại con nhỏ cháu ngoại của ổng. Biết Huynh kết nó, cho nên cũng còn chút nể nang, chưa biết giải quyết sao đây. Nè, Huynh biết rồi đó, mấy thằng lính của tôi mám gai lắm. Tôi nói rồi xử hoài. Chuyện làm ăn của mấy chú tôi không có quan tâm, nhưng mà chuyện của tôi không có mượn mấy chú tính dùng. Thôi được rồi, nếu Huynh không cần thì thôi, đành phải để cho mấy thằng đệ nó xử thôi. Gai mới lớn mà, ngon hơn ăn gỏi nữa. Nè, nhớ, mấy chú làm gì thì làm, nhưng con nhỏ ở nhà thằng cha và Hậu là của tôi, nghe chưa? Ý tôi là để chuyện này cho Huynh tính. Tôi nhường Huynh mấy ngày, nếu như Huynh chưa có nhu cầu, tụi này xử luôn đó. Ông qua đây làm chi? Ngồi uống cà phê đi. Uống cà phê rồi. Thì uống trà đi. Hết một bình rồi. Tôi châm bình khác nha. No rồi. Thì no rồi thì trả tiền cho tôi rồi về đi. Ừ, trời. Ông muốn làm người nhà bà đó mà. Bà chịu không? Khùng quá. Khùng cái gì mà khùng. Hai chịu không? Mệt. Chịu cái đầu ông. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Bà không có chịu đâu. Đeo với đạn chi hoài cho nó khổ cái thân vậy. Cua gái thì phải chịu nhục. Gì gái đây? Tôi nói lộn. Tôi cua bà đó. Thôi mệt. Cua gì vậy? Ai bán cua? Ở đây có người bán cua hả? Ai? Bữa nay bị cua một càng kẹp hả? Thôi,
hơi đâu mà ông nghe mấy ông này nói bá láp. Tôi nói thiệt, tôi thương hai đó. Quán này chỉ bán cà phê thôi, chứ không có bán bông sữa đũa đâu mà thả dê ở đây. Vô duyên. Còn bà nữa, bán cà phê thôi mà làm gì phải ngồi gần, còn tiếp khách nữa. Xui đây cà phê bình thường thôi à. Cha người ta vậy. À, bằng này tính tiền chưa? Chưa. Tính tiền cà phê. Tôi chưa về. Thôi thôi, trả tiền về đi ông ơi, tôi thấy không có ổn đâu. 16.000. Thôi thôi, bò luôn. Đi về. Thôi mình về không? Đồ khó ưa. Tôi cũng ưa không nổi. Già tóc bạc mày đặt đi cô gái. Tôi ghét những thứ đó mà. Gì vậy? Già rồi hai thứ tóc còn mày đặt đi cô gái. Còn bà nó bán cà phê sạch mà. Có cần người nào vô cũng phải tiếp, người nào vô cũng phải nói chuyện không? Đã vậy còn cho leo lên giường ngồi nói chuyện với mình nữa. Quá đáng. Vậy. Ừ. Nè, nè, chuyện gì vậy anh Xôi? Đàn bà khó hiểu thiệt. Nè, nói nghe nè. Ủa hai, ổng sao vậy? Ai biết đâu. Vụ gì vậy? Mình bán quán, rồi mấy ông này ổng uống cà phê rồi ổng chọc ghẹo vậy thôi. Tự nhiên ông Quy ổng qua ổng quạo sản vậy rồi ổng nạt một mách vậy ổng bỏ về. Không hiểu gì luôn á. Ồ, vậy là ba con Di với lại hai là... Bậy, không có đâu. Ôi, đẹp gái nha. Có duyên nha. Lãng à. Mấy người trai mắc dịch này mà nói cái miệng không. Đói bụng chưa? Ôi, mới giờ này mà no đói cái gì. Đi đâu về? Em qua con Phương. Ủa, có gì không? Thì qua thăm chừng nó vậy thôi. Khi không rồi thấy lo lo. Lo là lo cái gì? Cũng không rõ ràng hai ơi. Cứ thấy bức rứt bồn chồn, giống như là nó sắp gặp chuyện gì vậy đó. Em nghĩ nhiều lắm. Tại em lo nghĩ quá cho nên nó mới vậy á. Chứ có gì đâu. Ừ, chắc vậy á. Tụi nó lớn hết rồi, em cũng giảng bớt đi. Cái gì cũng ôm đồm lo lắng vậy đó, mệt lắm. Đến lúc em về quê rồi. Anh qua chị Di để tìm em. Chị Di nói làm đi chợ này nên đến đây tìm. Anh kiếm em có chuyện gì không? Mận à, anh có chuyện muốn nói với em. Anh đã xin lỗi em về chuyện đó rồi mà. Anh không cần phải nói như vậy. Nghĩ chơi cùng, em và anh cũng không có cái gì chung trong tương lai. Nên em nghĩ tốt hơn hết là mình dừng lại đi. Em muốn tụi mình chấm dứt? Muốn tụi mình chia tay sao? Nhưng tại sao lúc nãy em còn muốn môi giới cho anh? Em cũng không biết tại sao nữa. Em chỉ thấy em nên làm những gì em cần làm thôi. Anh không nghĩ là chỉ vì mặc cảm mà em nói như vậy đâu. Nhà em nghèo, lúc nào em cũng cần tiền hết. Một lần anh không giúp thì sẽ không bao giờ giúp được đâu. Nếu mà em lấy một người chồng đến tìm mà cũng không lo được cho em thì nói gì đến chuyện khác.
Em nói như vậy nghĩa là đã có người lo tiền cho em. Em đã tìm được một người có thể lo cho em thật sự, không chỉ nói miệng không thôi. Em không có muốn làm cho người ta mất lòng, cho nên từ bây giờ anh đừng có tìm em nữa. Khi không có em, em sẽ không giặt giớ cho anh. Anh hãy tự chăm sóc bản thân của mình. Em không phiền anh nữa đâu. Chú, dạo này sao chú hay lên Sài Gòn hoài vậy? Có khi không buôn bán gì hết mà chú hay lên bờ hỏi thăm gì vậy? Tao muốn hỏi thăm kiếm vợ tao với mấy đứa nhỏ coi ở đâu, nhưng mà thật sự tao cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nè, mày có cách gì không? Thì chú lên bờ tìm thím với mấy anh bằng cách đăng báo hay lên đài truyền hình đó, để người ta tìm giúp cho. Nếu thím không xem thì người khác xem, người ta sẽ báo cho mình biết. Nhưng tao đâu có hình. Ôi trời ơi, chuyện này cũng dễ mà. Chú đem giấy chứng minh hoặc là giấy khai sinh, hộ khẩu gì đó. Tao cũng không có luôn. Trời ơi, hồi đó má con nó trốn đi, phải tới một thời gian sau á thì tao mới khai báo. Bây giờ người ta nói lâu quá không có trình bày với địa phương, bây giờ người ta không có chứng nữa. Vậy sao mà kiếm chú? Chẳng lẽ chú lại kiếm Phong Long về hoài hả? Vậy giờ tao biết làm gì hơn. Mà sao chú không tìm chỗ khác mà cứ đi quanh quẩn ở Sài Gòn hoài vậy? Đơn giản thôi. Ở Sài Gòn này á là dân thứ xứ đổ về, hiểu chưa? Tao nghĩ hỏi tới hỏi lui cũng sẽ tìm ra thôi. Vậy á là giống như một kim đáy biển rồi đó chú. Má, anh ba về rồi nè. Hai đứa về tới rồi, lấy ghế ngồi đây. Thứ hai má con mới về, anh chị hai em mới về. Má bè có chuyện quan trọng bàn đây nè. Hiếu. Dạ. Trọng. Dạ. Mận. Dạ. Má muốn về quê một chuyến. Không được đâu má ơi. Má, má ơi, má về dưới rủi. Để cho má nói hết cái đã. Tụi con đừng lo, má đưa tụi con đi đã quá lâu rồi. Có lẽ đó là quyết định sai lầm của má. Để tụi con sống lưu lạc như vậy, má cảm thấy có lỗi với tụi con. Má, má đừng nghĩ vậy mà. Tụi con bây giờ tụi con lớn rồi, có thể lo thân và lo cho nhau. Bằng cách nào thì má cũng phải về quê làm lại giấy tờ cho tụi con, để tụi con có tên có tuổi với người ta, để tụi con sống có xác mà không hồn như vậy. Má chết không nhắm mắt được. Thằng Hiếu với con Di phải được làm giấy đăng ký kết hôn như người ta. Con Mận phải được lấy chồng đàng hoàng tử tế. Còn thằng Trọng, nó có thể thương ai mà nó muốn. Má, tụi con tính vậy cũng phải. Để nó về quê làm giấy tờ cho tụi con, mai mốt còn xin đi làm hãng này hãng nọ với người ta, lấy vợ lấy chồng danh chính ngôn thuận.
chứ còn sống mà không biết mình là ai vậy đó. Má thấy tụi bay khổ lắm. Nhưng mà nếu về quê, má con sẽ bị... Không sao, má chấp nhận hết. Bây giờ tụi con lớn rồi, có thể đùm bọc nhau. Má ơi, nhưng mà... Má tính rồi, ngày mai má sẽ thu xếp về quê. Tụi con ở đây phải chăm sóc nhau, nghe chưa? Gần 20 năm, chắc mọi chuyện cũng qua rồi. Mà nếu có chuyện gì, tụi con cũng đừng lo nghĩ gì hết. Má chấp nhận. Má, con sẽ về với má. Vậy con đi theo má luôn nha. Không, má về một mình. Thôi không ấy, thu xếp cả nhà về luôn đi. Không được hai. Em sẽ về trước coi sao. Nếu bình yên, khi đó sẽ tính. Bình yên với không bình yên cái gì. Đi cả nhà vậy có chuyện gì người này còn lo được cho người kia. Ừ, dạ. Không, chị ở đây nhắc nhở tụi nhỏ giùm em. Em về quê trước coi sao. Nếu được, khi đó cả nhà mình sẽ về. Tụi con nhớ chăm sóc má hai và con Duy nha. Coi chừng con bé Phương nữa. Má, con tự lo được mà, má yên tâm đi. Má sẽ về nhanh thôi. Con qua bệnh với con Phương đi, để nó chờ. Dạ. Thôi khỏi đi, ngày mai má đi rồi. Ở lại nói chuyện với má thêm một chút. Ừ. Anh qua bệnh với chị Phương cho. Chừng nào mà em qua bển ngủ với chị Phương thì anh về. Ừ, dạ. Má ơi, má tính lại đi má. Nếu được thì để con với anh hai về chung với má, rồi hai anh em con nói chuyện cho. Thôi khỏi, má tính rồi. Con về bển với con Phương đi. Dạ. Đi đi con. Thưa hai má con đi. Em đi với anh chị. Anh đi. Dạ. Hiếu à. Dạ. Đưa con Duy về ngủ đi con, trễ lắm rồi. Dạ. Rồi ngày mai má tính đi lúc nào? Không tính thì thôi, tính thì phải làm liền. Lát má vô soạn đồ, sáng sớm đi luôn. Dạ, má cũng tranh thủ nghỉ sớm để mai đi cho khỏe. Có gì để sáng mai con qua con đưa má đi. Thưa má hai con về. Dạ. Con về nha má. Thưa má, bận, thưa má hai tranh thủ qua Duyên Phương đi cưng. Dạ. Má, để con soạn đồ cho má nha. Có ba bộ đồ, có gì đâu mà soạn con.